Buổi sáng trong lành. Ô, buổi sáng trong lành quá trời luôn các bạn. Ồ, đúng thiệt chứ. À, chị có bạn nha. Mình là Đất Chơi Đồ Hí Nấp đây. Thì trước khi video này bắt đầu, các bạn đừng qua đây lại trên nấp một nút like, một đăng ký, một nút chia sẻ nha. Trời ơi, lâu lắm rồi mình mới gặp được các bạn á. Trời, bữa giờ học hành á nhiều quá trời luôn á, nên là đôi khi có gì hôm bữa có một video anh Huy ảnh quay á, nên mình nhờ anh Huy anh quay phụ. Trời ơi, chứ mình học quá trời luôn. Thôi ok, nói chung á là mình quay trở lại là hay à. Đó thì đó là mình hôm nay mình sẽ quay trở lại quay video cho các bạn xem nè. Đó, hay không? À, đi lại á là mình á mình sẽ quay nhiều hơn một xíu đó, nhưng mà mình sẽ quay theo kiểu là cách ngày các bạn ơi, tức là một cái cách một ngày là mình sẽ đăng một video, tại vì nó của sợ không đủ thời gian đăng á, nên là nó phải cắt cái ngày ra để nó có thể dễ đăng video cho các bạn xem hơn đó. Ok, nó không có lười gì đâu nha. Ôi mà hôm nay á bỏ chị nó qua bên đi, nó quay lại không biết ông Trần có nhớ mình không ta. Ông Trần ơi, chết tôi. Ai tôi xin lỗi cho nó nhớ ta. Đừng quay chơi. Xin lỗi mà. Trời ơi, đừng quýnh tôi. Đừng quýnh tôi. Dạ, trời chi. Ông quýnh tôi bằng đường luôn kìa. Đâu. Trời. Trời ơi, xin lỗi mà có gì đâu cắn. Trời ơi. Thiệt tình chứ. Ông Trần nghe tiếng gì mất máu ghê vậy. Ôi no. Ông Trần chết mất tiêu rồi. No. Trời ơi, chưa kịp chào hỏi ông Trần trên đi quýnh mình rồi sao ông chết luôn rồi. Ông buồn bã quá, ông tự tử luôn mất tiêu rồi. No. Ui, chừng nào ông có hồi sinh không trời. Chừng nào ông hồi sinh không có gì đâu. Chào ông Trần nha. Ông Trần hôm nay. Ôi trời, ông Trần nhìn tôi ơi. Ông Trần có nhớ tôi không nè? Nhớ cái cuộc cãi quýnh ta xong còn đòi hỏi nhớ người không nè. Thôi chứ xin lỗi mà trời ơi, lại quýnh xíu rồi gặp nhau quýnh nha, cho nó gọi là thân thiết hiểu không, tỏ ra thân thiết đó. Ủa mà ông cho nó hôm nay có cái gì vui không? Trời ơi, lâu lắm rồi tôi mới quay lại thế giới Minecraft của tôi á. Có, đó chính là vòng quay như bình thường thôi. Có vòng quay hả? Ủa mà vòng quay gì? À, là nó là vòng quay thảm họa thiên nhiên đó. Gì? Vòng quay thảm họa thiên nhiên? Trời ơi, bị khùng hay gì? Trời tới đó cái sóng thần rồi đồ nó quật tôi cái chắc tôi bay khỏi cái thế giới này quá. Đó là mấy cái thảm họa đó là ta đã giảm cái thảm họa đó rồi. Ông chắc không đó. Trời ok các bạn ơi, vậy đi coi tôi sẽ đi. Ok các bạn ơi, ông cho nói là sẽ có vòng quay thảm họa nhưng mà nó sẽ không có lớn gọi là lớn lắm đâu, nó chỉ cờ một khu vực nhỏ nhỏ thôi, nên là mình không biết cái vòng quay nó sẽ ra sao các bạn ơi. Thì các bạn người ta nghĩ vòng quay nó sẽ ra sao các bạn hãy bình luận phía dưới nha bây giờ nha. Còn mình bây giờ sẽ đi ra cái chỗ vòng quay các bạn ơi. Đi ra nào, let's go. 2000 years later. Thiệt là nhớ quá đi. Ủa, hôm nay là hình như ông nói là vòng quay thảm họa thiên nhiên các bạn ơi. Trời ơi, nghe ghê sao á. Mình cũng biết là mở mấy cái gương này sẽ có cái thảm họa gì đây. Nhưng mà không sao các bạn ơi, mình sẽ cố gắng gọi là để để cho các bạn xem video này một cách gọi là hay nhất có thể luôn. Đó, hôm nay sẽ có một cái vòng quay nè, trong đây sẽ có những cái thảm họa rất là ghê luôn các bạn. Đó là từ từ, để mình xem qua, mình sẽ quay cái đầu tiên, không biết sẽ ra cái gì đây. Quay nè, quay phiêu. Rồi giữ lòng xíu, coi thấy á. Không biết là sẽ có là ra màu gì đây. Màu gì đây, con cháu gì đây, con cháu màu đỏ. Ủa, màu đỏ là gì? Màu đỏ là... Ủa, cục gì đây? Ủa, không biết là cái cục gì này là cục gì các bạn. Mà nó ghi là sạc vỡ đất nè. Nghe ghê vậy. Rồi bây giờ để mình ra xa xíu, cứ cho vòng quay các bạn ơi. Để mình sợ là nếu mà mình đặt gần cái đó là cái này á, nó làm kiểu gây ảnh hưởng đến cái vòng quay của mình là mình sẽ không quay được nữa các bạn ơi. Đây là mình sẽ ra xa một xíu. Đó, mình sẽ ra khoảng chừng cách bằng chỗ này. Ủa trời, cái chỗ bữa nè. Trời, con creeper nó làm nổ bắn luôn cái khu này. Ghê quá trời luôn á. Ok các bạn ơi, bây giờ mình sẽ đặt cái gì đây, gọi là cái sạc vỡ đất gì nè các bạn. Mà không biết cái này là làm được cái gì ta. Sạc vỡ đất hả? Không biết nên nó đặt ra rồi. Tiêu. Ôi, cái gì vậy? Ôi, trời. Ủa, cái gì vậy? Wow. Các bạn xem nè. Ôi.
là sàn lại đất có như đây ở vậy đó. Ủa nhưng mà nó cũng sâu rồi các bạn xem nè. Ngồi từ đây mà xuống dốc xuống đó chết luôn các bạn. Xem nè. Wow. Nó sạt lở đất thiệt nè. Không biết nó có làm gì khác không ta. Ở đất này chính nó chỉ có sạt lở đất tới như đây à. Ôi các bạn ơi, mình thấy nguy hiểm quá nên lùi lại xíu. Lấy hồ nó tự là làm gọi là nó làm rớt thêm mấy cái khu vực gần nữa nè. Sao là các bạn, thôi mình nên chạy khỏi khu này các bạn ơi. Ui ghê quá. Ui chuyện này con La Ba nó quách đời heo. La Ba đâu đây vậy? Ok, bây giờ là mình sẽ gọi là quay vòng quay tiếp theo các bạn ơi, xem nó ra màu gì đây. Ui chưa gì thấy cái gọi là cái sạc lở đất nhìn nó ghê đó. Ê, nó dở à. Thôi vì cho các bạn xem nên là mình sẽ cố gắng quay tiếp các bạn ơi. Quay tiếp thêm nó chỉ khoảng 4 cái nữa đi. À thôi, 3 cái nữa thôi. Sợ lắm, trời ơi, cái thảm họa này sợ lắm. Nên là các bạn đừng quên là nhớ là đừng có làm hại trái đất gì hết á. Nhớ là trồng cây đầy đủ nha. Đó, ok, bây giờ mình sẽ quay nè. 3, 2, 1, pew. Ha, màu gì đây? Màu gì đây? Màu nâu. Ô, màu nâu là gì? Màu nâu là, đất này nè. Đất nè, yeah, cục đất. Ồ không, cái gì đây vậy? Động đất chứ không phải là cục đất các bạn ơi. Ui, động đất. Ôi, đừng nói là nó làm cái động đất giống như là nó làm rung chuyển rồi xong nó sạch nó nứt cái đất ra nha. Ui ghê quá hả? Ôi, từ bây giờ đành đứng lên cái cây các bạn ơi. Cái gì nó sẽ không dính tới mình, sẽ đặt đâu đó ở xa xíu các bạn ơi, mình sợ cái động đất thì nó ảnh hưởng á. Bây giờ mình nứt nghĩa là nứt đi đặt ở đây đi. Đó, ở đây là hợp lý nè, nó sẽ đặt đây nha. Rồi trời, đứng lên cây cho nó an toàn các bạn ơi. Mình đặt xong là mình chạy nè. Đây là động đất nè các bạn. Ủa, đang tạo. Lùi lại. Lùi lại các bạn ơi. Ui, nó là động đất kìa các bạn ơi. Wow. Ủa, các bạn xem kìa. Nó làm gì nữa không? Ủa, các bạn xem nè. Động đất nè. What the hell? Wow. Ui, ghê quá à. Ôi trời, tính ra là nó làm gọi là làm nó cái đất cái phần đất này là nó bị xé tạc ra luôn các bạn. Ôi ghê quá à. Nó dài lắm nè, từ cái sông này ui dài tới kia luôn kìa các bạn xem đi. Ủa, tính ra nó hơi bị dài luôn các bạn. Từ để nó đi xe coi xem nó dài tới bao đâu. Hồi nãy là cái khúc mà nó gọi là đặt cái cục đất nó ra là nó từ đâu ta? Tức nghĩa là từ đây nè. Đó, từ đây là cái khúc đầu nè. Ôi trời ơi, nó cắt mà nó cắt qua bên sau bên kia luôn các bạn kìa. Thấy không? Ôi, từ đấy nó qua xem ơi. Đặt qua đường ta. Mà đặt qua đường nè. Ủa các bạn xem đi. Chỗ tất cả kia luôn. Trời ơi, các bạn đừng giỡn với lại động đất nha. Nó mà làm cái là sập luôn cái nhà luôn á, banh luôn cái nhà luôn á, banh luôn cái chân ngủ của tôi luôn á. Ôi ghê quá, không nên giỡn với lại mấy cái thảm họa thiên nhiên nữa các bạn ơi. Bây giờ nó chỉ còn hai cái thôi, nó không nên gọi là chơi nhiều cái thảm họa các bạn. Rồi nó chỉ review cái thảm họa các bạn ơi, chứ nó không muốn giỡn với thảm họa không có đồ nữa đâu à. Đó, bây giờ là nó sẽ đi quay gọi là hai cái màu cuối cùng xem nó ra màu gì. Hồi nãy là nó đã quay được màu đỏ với lại màu nâu đúng không ạ? Mình sẽ quay hai cái màu cuối cùng các bạn ơi. Mình chỉ quay để cho các bạn xem qua mấy cái gọi là những cái thảm họa thiên nhiên nó sẽ như thế nào thôi. Còn bây giờ là nó sẽ quay hai cái cuối cùng nha. Trời, nó không muốn quay nhiều là nó phá hủy luôn cái thế giới của nó mất. Đó, bây giờ nó sẽ quay tiếp nè. 3, 2, 1, pew. Màu vàng nè các bạn. Ủa mà không hiểu từ sao trời lại mưa ra. Thôi chạy đi, màu vàng nè các bạn ơi. Ok, màu vàng. Cái cục gì nè nhìn lạ lắm, nó không có ghi gì luôn. Ủa là sao ta? Nó không biết nè. Rồi để nấp ra đây đặt thử coi. Đằng đây, ok. Biết cái cục này làm gì ta? Bấm nhìn thử coi. Cái gì không ta? Ủa mà trời mưa nãy giờ trời mưa ta. Không hiểu gì luôn á. Ai nữa? Ủa cái tiếng gì vậy? Ui.
2,000 years later. Đập cái máy đi, không cần nữa, đập đi. Đúng rồi. Trời ơi.
đừng có cho mấy cái cơn bão này vô nữa các bạn ơi. Ok, mình sẽ quay cái cuối cùng nha các bạn. Không biết cuối cùng sẽ là cái gì đây. Ok, thì bắt đầu quay ha, vô. Không biết người gì đây. Ủa, màu tím mà đúng không ta? Đâu đây, nó sẽ màu tím rồi. Ủa, axit. Ủa, axit là gì đây? Ủa, là sao? Ủa, cái axit này là sao ta? Nó quý nó từ từ bây giờ. Nó không hiểu axit là gì đó. Nó nghĩ là cái này nó chỉ tạo ra gọi là cái gì ta? Nó tạo ra cái gọi là nó nghĩ đây cũng bình thường à, nó kiểu ra mấy cái axit này ăn mòn xíu rồi hết chi nhiêu, trời ơi. Và để nó đặt ra đây thử coi. Chắc ở đây đi. Ở đây là quá hợp lý luôn nè. Trời ơi, cái mình đi hố tử thần các bạn ơi. Ghê quá. Thôi, đặt ra đây các bạn. Piu. Quá nên là mình không ra video được, sorry các bạn nha, học hành các kiểu đó. Thôi, tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.